Kính chào quý vị, chúng ta đang đến với bản tin tối trên các nền tảng của FBNC. Hôm nay ngày 28 tháng 6, bản tin có những thông tin đáng chú ý như sau. Trên thế giới, Hạ viện Mỹ lên án tội ác của Trung Quốc trong lịch sử. Trong nước, HCDC lên tiếng việc số ca mắc Covid-19 tăng vọt trong khu cách ly. Thành phố Hồ Chí Minh phát sinh thêm ổ dịch Covid-19 mới ở khu chợ lớn nhất quận 5. Bộ Tư pháp lên tiếng về đề xuất giảm 50% mức lương nếu rút bảo hiểm xã hội một lần. Tiêu điểm thế giới, Người Hàn Quốc trung bình ăn 36 kg kim chi mỗi năm. Cần cảnh, tài xế xe buýt ở thành phố Hồ Chí Minh xông pha chống dịch Covid-19. Sau đây là phần tin thế giới. Kính thưa quý vị, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cũng là Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng mới đây nhấn mạnh rằng toàn quân và toàn dân cần lập thêm nhiều chiến công mới để hướng tới kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng cầm quyền. Ông Tập đưa ra thông điệp trên trong một phiên họp của toàn thể Bộ Chính trị. Ông nói những thế hệ sau được kế thừa các thành quả lớn lao từ thế hệ trước và phải luôn giữ vững tinh thần cách mạng để phục vụ nhân dân, cũng như tạo ra các bước đột phá mới cho quá trình phát triển kinh tế của đất nước. Sau cuộc họp vào cuối tuần qua, ông Tập dẫn đầu Bộ Chính trị đến thăm tòa nhà Hồng quân, bây giờ là một phần của Đại học Bắc Kinh, để cùng nhau ôn lại bài học về lịch sử, Tòa nhà này là nơi cố lãnh đạo Mao Trạch Đông từng sống và làm việc trong 17 năm trước khi nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa được thành lập vào năm 1949. Gần đây, Trung Quốc đang rộn ràng các hoạt động kỷ niệm 100 năm ngày thành lập đảng cầm quyền. Nhưng với thế giới, tổ chức này không phải chỉ có một màu xanh. Mới đây, thì các dân biểu của Hạ viện Mỹ kêu gọi đưa ra một nghị quyết lên án chính quyền Trung Quốc phạm nhiều tội ác trong 100 năm qua, không chỉ với người dân trong nước mà cả với những quốc gia láng giềng. Các diễn biểu nhấn mạnh, cột mốc 100 năm không phải để vui mừng, mà để suy ngẫm về những mặt đen tối, bày tỏ thương xót trước các nạn nhân, cũng như nghiên cứu các bước đi trong tương lai của quốc gia tỷ dân này. Nghị quyết do dân biểu Mike Gallagher của bang Wisconsin đề xuất, Nghị quyết liệt kê phong trào cải các cách ruộng đất quy mô lớn của Trung Quốc trong những năm 1940 đã làm thiệt mạng 2 đến 3 triệu người. Các phong trào tam phản và ngũ phản năm 1951 và 1952 khiến cho số người tương tự thiệt mạng. Nghị quyết cũng nêu ra chương trình đại nhảy vọt từ năm 1950 đến đầu những năm 1960 đã gây ra một trong những thảm họa nhân đạo nghiêm trọng nhất trong lịch sử thế giới. Chính sách tập thể hóa nông nghiệp khiến nạn đói làm cho từ 20 đến 40 triệu người thiệt mạng. Rồi cuộc cách mạng văn hóa kéo dài 10 năm từ 1966 đến 1976 đã khiến cho đạo đức xã hội bị hủy hoại nặng nề. Nghị quyết cũng đề cập đến sự kiện Thiên An Môn năm 1989. Theo tinh thần của nghị quyết, trước lễ kỷ niệm ngày 1 tháng 7 sắp tới, Trung Quốc đang tiến hành một chiến dịch tuyên truyền lớn nhằm quảng cáo những thành công và phát hòa chân dung vĩ đại của các lãnh đạo qua năm thế hệ. Tuy nhiên, những sai lầm đều gần như bị lãng quên. Vào thứ Bảy cuối tuần qua, Hải quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc đã mở một viện bảo tàng tại thành phố Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông. Viện bảo tàng này xây dựng nhân kỷ niệm 100 năm thành lập đảng cầm quyền để trưng bày những bằng chứng tái hiện các quá trình phát triển của lực lượng Hải quân Trung Quốc. Bộ Tư lệnh Hải quân là đơn vị chính đóng góp tiền bạc, tiến hành xây dựng và cung cấp các hiện vật. Bảo tàng rộng hơn 9 hecta mặt đất và khoảng 141.000 m2 mặt nước, bao gồm nhiều tòa nhà, khu trưng bày và bến đổ cho tàu thuyền. Bảo tàng có đầy đủ các hiện vật từ những tàu gỗ của những ngày đầu thành lập đến tàu ngầm hạt nhân hiện đại, máy bay chiến đấu trong hải quân và nhiều loại tên lửa khác nhau. Đến dự buổi khánh thành có đô đốc Shen Jinlong, tư lệnh quân chủng hải quân, đô đốc Quin Shen Xian, chính ủy hải quân, ông Liu Jiaoji, bí thư tỉnh ủy Sơn Đông cùng nhiều quan chức cấp cao khác. Tổng thống sắp mãn nhiệm của Israel, ông Reuven Rivlin, đang có chuyến thăm Mỹ và dự kiến sẽ có cuộc gặp với Tổng thống Joe Biden vào ngày 28 tháng 6 theo giờ Washington. Trọng tâm của cuộc gặp là trao đổi về quan hệ song phương cũng như tình hình hạt nhân Iran. Cuộc gặp diễn ra sau khi Israel có tân chính phủ dưới sự lãnh đạo của Thủ tướng mới là Naftali Bennett, người thay thế của Thủ tướng Benjamin Netanyahu sau hơn một thập kỷ cầm quyền. Cả hai phía cũng đang tích cực để chuẩn bị cho cuộc gặp cấp cao Biden và Bennett vào những ngày sắp tới. Gần đây, thì Mỹ và các cường quốc đang tích cực nói lại đàm phán để tái khởi động Hiệp định Hạt nhân Iran 2015. Israel nhiều lần cho rằng hiệp định này chỉ giúp Iran hợp pháp hóa chương trình hạt nhân của mình. Cộng với việc Iran vừa có tổng thống mới, một người theo đường lối cứng rắn, có quan điểm gần gũi với lãnh đạo tối cao là Khamenei, càng khiến cho Israel có lý do để lo lắng về chương trình hạt nhân trên. Dự kiến tổng thống Rivlin sẽ truyền tải thông điệp này của Israel tới người đồng cấp Mỹ trong cuộc họp sắp tới. Trong một cuộc phỏng vấn mới đây với NHK, lãnh đạo cấp cao của nhóm Taliban Suho Sahin đã hối thúc Mỹ tôn trọng thỏa thuận hòa bình ký kết hồi năm 2020. Ông nói theo thỏa thuận này thì Mỹ sẽ thả tự do cho toàn bộ tù nhân Taliban cũng như dỡ bỏ các lệnh cấm vận của Liên Hiệp Quốc lên các thành viên cấp cao của tổ chức này. Được biết, thời gian gần đây khi Mỹ đang rút quân dần khỏi Afghanistan, Taliban đã tích cực thực hiện những cuộc tấn công nhằm vào các lực lượng chính phủ và theo thỏa thuận hòa bình được ký vào năm 2020 dưới thời của cựu tổng thống Donald Trump, Taliban cam kết chấm dứt bạo lực và tiến hành đàm phán hòa bình. Thời gian qua, bạo lực giữa hai lực lượng bùng phát mạnh mẽ, đặc biệt là ở tỉnh Kunduz, miền bắc của đất nước. Hiện Taliban đang rất muốn giành quyền kiểm soát toàn bộ tỉnh này. Tuần rồi, thì Tổng thống Joe Biden đã gặp người đồng cấp Afghanistan là Ashraf Ghani tại Nhà Trắng. Ông cam kết Mỹ vẫn duy trì quan hệ và hỗ trợ nước này sau khi rút quân. Thậm chí, Mỹ tiếp tục thực hiện các vụ ném bom nếu tình hình trở nên nghiêm trọng. Thứ trưởng Kinh tế Hàn Quốc, ông Lee Sung ho đang có chuyến thăm chính thức tới Sudan từ ngày 27 đến ngày 29 tháng 6. Ông đã gặp Thủ tướng và Bộ trưởng Ngoại giao của nước chủ nhà. Ông cũng tham dự cuộc tham vấn chính sách cấp cao Liên Chính phủ Hàn Quốc-Sudan lần thứ 8 và diễn đàn doanh nghiệp hai nước tại thủ đô Khartoum. Theo Bộ Ngoại giao Hàn Quốc, chuyến thăm này là cơ hội rất tốt để hai nước mở rộng các quan hệ hợp tác và làm ăn. Đây là chuyến thăm đầu tiên của một quan chức cấp cao Hàn Quốc tới châu Phi, trong năm 2021 cũng là cuộc hội đàm liên chính phủ Hàn Quốc Sudan đầu tiên trong giai đoạn chính phủ chuyển tiếp ở quốc gia châu Phi này được thành lập vào tháng 8 của năm 2019. Được biết từ tháng 10 của năm 2020, sau khi Sudan được Mỹ gỡ khỏi danh sách các quốc gia ủng hộ tổ chức cực đoan, cộng đồng quốc tế đã bắt đầu buôn bán làm ăn nhiều hơn, các khoản đầu tư cũng bắt đầu đổ về Sudan nhiều hơn. Kính thưa quý vị, theo một số nguồn tin địa phương, Bộ trưởng ngoại giao Nhật Bản là Toshimitsu Motegi sắp tới thăm Trung Đông, cụ thể là Israel và Palestine vào tháng 8 tới. Mục đích của chuyến đi là nhằm kết nối Nhật Bản với tân chính phủ Israel của Thủ tướng Naftali Bennett. Bên cạnh đó, thì ông cũng muốn công bố gọi hỗ trợ của Nhật để tái thiết giải Gaza sau các trận ném bom của Israel. Đây sẽ là chuyến thăm tới khu vực đầu tiên của một bộ trưởng ngoại giao Nhật kể từ sau chuyến đi của cựu bộ trưởng Taro Kono vào tháng 12 của năm 2017. Ông Motegi cũng dự định sẽ dừng chân ở một số quốc gia Trung Đông khác tùy thuộc vào tình hình hậu Olympic Tokyo như thế nào. Tuần này, ông Motegi cũng dự kiến sẽ tới thăm ba nước Baltic là Estonia, Latvia và Lithuania sau khi dự hội nghị các ngoại trưởng G20 tại Ý. Ông cũng đang lên kế hoạch tới thăm bốn nước Trung Mỹ là Cuba, Guatemala, Jamaica và Panama vào trung tuần tháng 7. Chính quyền khu vực thủ đô Tokyo của Nhật mới đây cho biết thống đốc Juriko Koke, người đã nhập viện cuối tuần trước vì tình trạng suy cực cơ thể, vẫn phải nghỉ ngơi và điều trị thêm mấy ngày nữa. Quyết định cuối cùng đã được các bác sĩ đưa ra vào cuối tuần qua. Được biết thì bà Koke đang phải gánh vác trách nhiệm nặng nề vừa đảm bảo công tác tổ chức Olympic đúng tiến độ, vừa lo đối phó với đại dịch Covid-19 đang quay trở lại mạnh mẽ tại quốc gia này. Vì quá nhiều công việc và quá nhiều áp lực, bà Koke có dấu hiệu kiệt sức từ tuần trước. Olympic Tokyo dự kiến sẽ khai mạc vào ngày 23 tháng 7 tới. Trong 24 giờ qua, trên toàn lãnh thổ Nhật Bản ghi nhận hơn 1.600 ca nhiễm COVID-19 mới. Theo một số phương tiện truyền thông, Chủ tịch Ủy ban Olympic Quốc tế gọi tắt là IOC, ông Thomas Bach dự kiến sẽ tới Nhật vào giữa tháng 7 để kiểm tra, xem xét và phối hợp cùng nước chủ nhà trong việc chuẩn bị Olympic Tokyo sắp diễn ra. Ông cũng sẽ tới thành phố Hiroshima thăm dấu tích của bom nguyên tử phát nổ vào năm 1945. Dự kiến thì Phó Chủ tịch IOC ông John Koch cũng đi cùng chuyến thăm và sẽ tới một di tích khác của bông nguyên tử là thành phố Nagasaki vào cùng thời gian. Việc viếng thăm hai địa điểm này, các lãnh đạo của IOC muốn nhấn mạnh đến vai trò của thể thao là kết nối thế giới, kêu gọi hòa bình vì một cộng đồng nhân loại bình đẳng, nơi các khác biệt được tôn trọng. Trước đó, thì ông Beck cũng từng muốn đến thăm Hiroshima để tham dự lễ rước đuốc vào tháng 5 vừa rồi. Tuy nhiên, Covid-19 đã khiến cho kế hoạch bị hủy và phút chót. Sau đây sẽ là nội dung của tiêu điểm thế giới. Theo Bộ Nông nghiệp Hàn Quốc, người dân nước này trong năm 2019 đã tiêu thụ 1,9 triệu tấn kim chi, tức là khoảng 36 kg trên một người một năm. Số lượng còn nhiều hơn cả gạo, nông sản chủ lực trong các bữa ăn hàng ngày. Và trong tổng số kim chi tiêu thụ thì khoảng 40% được làm tại nhà bằng những cách thức truyền thống, 25% được làm theo quy mô công nghiệp và 19% được làm tại nhà hàng khách sạn cũng như là 16% thì nhập khẩu. Kim chi từ lâu là một phần quan trọng của văn hóa Hàn Quốc, thậm chí nước này còn có biệt danh là xứ sở kim chi. Được biết mùa đông ở Hàn Quốc vốn rất khắc nghiệt với những ngày nhiệt độ dưới 0 độ C kéo dài. Đặc điểm khí hậu này khiến cho người dân ở đây không thể trồng bất cứ loại rau màu nào, nên họ phải tìm cách lên men thực phẩm để bảo quản và lưu giữ cho mùa đông. Cách thức này không chỉ được áp dụng cho các loại rau cũ mà còn trở thành nghệ thuật bảo quản đồ ăn trong nền văn hóa ẩm thực của quốc gia này. Những sách cổ cho rằng, cách ủ men bắt đầu được người Hàn sử dụng vào khoảng thế kỷ thứ bảy và đây cũng là thời điểm loại kim chi đầu tiên ra đời. Như vậy, thì nhu cầu được bổ sung các vitamin và chất xơ vào mùa đông đã giúp người dân Hàn Quốc tìm ra một cách bảo quản rau củ mới lạ. Sau hàng ngàn năm biến hóa, thêm thắt gia vị cho phù hợp, thì hiện tại kim chi đã trở thành món ăn không thể thiếu của người dân xứ này. Chuyển sang những cập nhật về Covid-19 trong nước, Trước tình trạng số ca mắc Covid-19 mới tại thành phố Hồ Chí Minh tăng vọt và có những ngày lên trên 100 ca, đáng quan ngại hơn là phần lớn số ca này phát hiện trong khu cách ly. Nhiều người dân lo lắng về việc có hay không nguy cơ lây nhiễm chéo thì mới đây HCDC đã lên tiếng lý giải nguyên nhân mắc Covid-19 trong khu cách ly. Theo ngành y tế của thành phố Hồ Chí Minh, phần lớn những trường hợp phát hiện dương tính với SARS-CoV-2 tại những khu cách ly là do nhiễm từ trước. Đối với 55,8% trường hợp phát hiện dương tính lần thứ nhất HCDC cho rằng, ngay sau khi được chuyển vào khu cách ly tập trung thì những trường hợp đã lây nhiễm trước đó từ các KF0. Với 33% có kết quả xét nghiệm lần 2 dương tính là nhóm được lấy mẫu sau khi vào khu cách ly 5 ngày. Nhóm này có khả năng rất cao nằm trong thời gian ủ bệnh và được phát hiện vào ngày thứ 5 sau khi được cách ly. Với 7,8% có kết quả xét nghiệm lần thứ 3 sau khi vào khu cách ly 10 ngày thì nhóm này vẫn có khả năng cao là đã lây từ trước và đang trong thời gian ủ bệnh. Tuy nhiên, HCDC cũng lưu ý, dù phần lớn số ca bệnh dương tính phát hiện trong khu cách ly thuộc nhóm xét nghiệm các lần thứ nhất, thứ hai, thứ ba được cho là lây nhiễm từ trước, tuy nhiên cần quan tâm đến việc nhóm này sẽ là nguồn lây cho những người khác trong cùng khu cách ly. Do đó, cần có giải pháp kiểm soát lây nhiễm trong các khu cách ly tập trung. Cũng tại thành phố Hồ Chí Minh, trưa nay ngày 28 tháng 6, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố cho biết, thành phố ghi nhận số ca COVID-19 mới nhiều nhất cả nước với 94 người, trong đó 17 ca liên quan đến chợ An Đông nhiều khả năng tại khu chợ lớn nhất như của quận năm này đang lưu hành một ổ dịch mới. Hiện thành phố vẫn đang đối mặt với nhiều khó khăn khi các ổ dịch cũ như là khu công nghiệp Tân Phú Trung, huyện củ Chi, chợ Hoàng Hoa Thám, quận Tân Bình vẫn phát sinh ca mắc mới. Tính đến 6 giờ sáng ngày 7 tháng 6, thành phố Hồ Chí Minh có 3.535 ca mắc COVID-19 được Bộ Y tế công bố, có 7 bệnh nhân đã tử vong trong đợt dịch thứ tư này. Sau đây là những thông tin về kinh tế xã hội đáng quan tâm. Bộ Công Thương vừa lập đoàn công tác kiểm tra việc thi hành pháp luật về xuất nhập khẩu gạo tại năm doanh nghiệp xuất nhập khẩu gạo trong nước. Động thái trên được thực hiện ngay sau khi sản lượng gạo Ấn Độ nhập khẩu vào nước ta tăng đột biến, đồng thời tình trạng gạo Ấn nội lốt xuất xứ của Việt Nam đang làm suy giảm uy tín thương hiệu gạo Việt tại nhiều thị trường. Theo số liệu từ Bộ Thương mại và Công nghiệp Ấn Độ, chỉ trong 3 tháng đầu năm nay, xuất khẩu gạo của Ấn Độ sang Việt Nam đã đạt gần 247.000 tấn, trị giá là 74,8 triệu đô la Mỹ, con số này tăng đột biến hơn 3.250 lần về lượng và tăng gần hơn 554 lần về trị giá so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là lượng gạo nhiều nhất từ trước đến nay mà Độ đã xuất khẩu sang Việt Nam. Để triển khai công tác kiểm tra, Bộ này đã có văn bản hỏa tốc yêu cầu các thương nhân xuất nhập khẩu gạo sắp xếp đại diện lãnh đạo, thương nhân làm việc với đoàn kiểm tra của Bộ. Địa điểm làm việc sẽ diễn ra tại trụ sở của Bộ Công Thương tại thành phố Hồ Chí Minh. Trước những diễn biến phức tạp của Covid-19 trên địa bàn, nhiều chợ đầu mối, chợ truyền thống buộc phải tạm dừng hoạt động để phòng dịch. Sở Công Thương thành phố cho biết đã có phương án cụ thể nhằm đảm bảo đủ nguồn cung thực phẩm cho thị trường. Đơn vị vừa gửi văn bản đến các tỉnh thành để thông tin về các chợ đầu mối liên hệ ở ba chợ đầu mối của thành phố Hồ Chí Minh gồm Hóc Môn, Bình Điền và Thủ Đức nhằm tránh tình trạng ủng ứ trong việc lưu thông hàng hóa. Kèm theo đó, thì sở cho biết đã làm việc với các doanh nghiệp quận huyện yêu cầu 100% tiểu thương cam kết không tăng giá hàng hóa đột biến hệ thống siêu thị, cửa hàng thực phẩm tiện lợi cũng chủ động nguồn hàng để cung cấp cho người dân. Trước đó, Ủy ban nhân dân huyện Hóc Môn ra văn bản yêu cầu tạm dừng các hoạt động tập kết giao hàng trực tiếp tại chợ đầu mối Hóc Môn từ 0 giờ ngày 28 tháng 6 đến ngày 4 tháng 7 để phòng chống dịch COVID-19. Thông tin về một cải cách thủ tục liên quan đến hàng triệu người dân Việt Nam, đó là từ ngày 1 tháng 7 tới, hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư chính thức được vận hành. Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết cơ quan này đang chuẩn hóa dữ liệu sẽ đề xuất các ngành chức năng cho phép sử dụng căn cứ công dân có gắn chip thay thế cho thẻ bảo hiểm y tế trong khám chữa bệnh. Đến nay, thì Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã thực hiện ra soát đối chiếu với 8,1 triệu thông tin cá nhân từ cơ sở dữ liệu về dân cư. Bảo hiểm xã hội Việt Nam cũng cho biết đang xây dựng chương trình ứng dụng công nghệ sinh trắc xác thực vân tay của người dân trên thẻ căn cứ công dân có gắn chip vào việc chống lạm dụng quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Khiến dùng được công nghệ này thì người dân không thể mượn thẻ của người khác để làm dụng trục lợi của bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế khi thực hiện các chế độ có liên quan. Trở lại với đề xuất giảm 50% mức hưởng nếu rút bảo hiểm xã hội một lần của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, máy BC đã đưa tin. Mới đây trước những phản ứng của nhiều người lao động thì Bộ Tư pháp đã chính thức lên tiếng về vấn đề này. Cụ thể, Bộ Tư pháp đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo phải nghiên cứu đánh giá kỹ tác động chính sách, nhất là về lộ trình giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội một lần, tránh gây ra tâm lý hoang mang cho những người lao động. Đây là một trong những chính sách lớn ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của người lao động và đảm bảo cân đối của bảo hiểm xã hội. Do đó, việc đề xuất giải pháp chính sách mới cần tính đến yếu tố ổn định và có sự kế thừa, tránh gây sốc cho người lao động. Chuyển sang những vụ việc về an ninh trực tự FBNC vừa cập nhật, Ủy ban nhân dân xã Phiên Côn, huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn thương tâm. Một chiếc xe ô tô tải đang di chuyển vào địa bàn xã Phiên Côn, huyện Bắc Yên, Sơn La để nhập hàng thì không may lao xuống vực sâu khoảng 50 đến 60 m. Vụ tai nạn đã khiến cho hai người trên xe bị thương nặng và được đưa đi cấp cứu. Tuy nhiên hai người này đã tử vong sau đó do chấn thương nặng, người còn lại may mắn chỉ bị thương nhẹ. Ghi nhận tại hiện trường chiếc xe bị biến dạng và nằm dưới vực sâu khoảng 50 đến 60 m. Hiện tại thì các cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ nguyên nhân của vụ tai nạn một tai nạn nghiêm trọng cũng vừa xảy ra tại thị xã phú mỹ tỉnh bà rịa vũng tàu một nhóm 5 người treo thuyền ra giữa hồ nước ở thị xã phú mỹ chơi bất ngờ bị lật khiến cho hai người chết và một đang mất tích trước đó thì nhóm người này sau khi ăn uống vui chơi ở khu vực hồ nước rộng hàng ngàn mét vuông ở khu phố thị vải phương mỹ xuân đã rủ nhau treo thuyền nang dạo mát ra đến gần giữa hồ thì nhóm đùa giỡn không may thuyền bị lật ba người chơi với hai người bơi được vào bờ họ hô hoáng để người dân xung quanh cùng cứu nạn sông bất thành. Ủy ban nhân dân phường Mỹ Xuân cho biết cảnh sát cùng với người dân địa phương lặng tìm, hiện thì vẫn còn một thanh niên đang mất tích. Theo chính quyền địa phương, hồ nước nơi xảy ra án mạng thương tâm trên được hình thành sau hoạt động khai thác đất sét. Dịch bệnh tại Việt Nam diễn biến phức tạp với nguồn lây có nhiều nguy cơ từ những người nhập cảnh trái phép. Thế nhưng vì hám lợi cá nhân thì nhiều đối tượng vẫn tiếp tay cho hành vi phạm pháp này. Mới đây, cơ quan an ninh điều tra An Giang đã khởi tố bắt giam Dương Văn Tỷ ở xã Phú Hữu, huyện An Phú về hành vi tổ chức cho người khác xuất nhập cảnh trái phép. Theo điều tra ban đầu, thì ngày 30 tháng 5, đối tượng được nhờ đưa một gia đình 9 người xuất cảnh trái phép sang Campuchia và nhập cảnh trở về Việt Nam với giá 2 triệu đồng cho một người. Theo đó, đối tượng đã dùng xuồng đưa 9 người này xuất cảnh trái phép sang Campuchia và nhập cảnh trái phép về Việt Nam theo yêu cầu để nhận được 15 triệu đồng tiền công. Vụ việc được người dân phát hiện trình báo với cơ quan công an để xử lý theo đúng quy định. Cận cảnh của bản tin tối nay được mở đầu bằng hình ảnh ảm đạm của hàng chục, thậm chí là hàng trăm chiếc xe buýt của thành phố Hồ Chí Minh đang nằm lặng lẽ tại các bến. Thành phố kéo dài được giãn cách, đội xe của hợp tác xã vận tải 19 tháng 5 gần 500 chiếc trơ thân nằm ở các bãi tập kết từ ngày 20 tháng 6. Đáng trân trọng hơn là không chỉ nằm yên tuân thủ yêu cầu phòng dịch, đội ngũ tài xế xe buýt tại thành phố Hồ Chí Minh đã gác lại những lo toan để xung phong ra tuyến đầu, đóng góp kinh nghiệm của mình khi địa phương cần đến. Đơn cử như tài xế Nguyễn Minh Tâm nhanh chóng có mặt sau khi xung phong đăng ký tình nguyện lái xe phục vụ cho công tác chống dịch Covid-19. Trên chiếc xe quen thuộc phía sau ghế tài xế không phải là những hành khách đi xe buýt hàng ngày mà sẽ là những người nghi nhiễm SARS-CoV-2 qua một tánh vách ngăn. Đồng lòng cùng anh đội kỹ thuật đang gấp rút hoàn thành các công đoạn cuối cùng để tài xế Tâm tiến vào vùng dịch. Chống dịch như chống giặc, các anh em cố gắng nhanh nhất có thể để đưa xe phục vụ công tác chống dịch Covid-19. Thay vì ngồi yên than thở trong lúc thành phố cần rất nhiều cánh tay đang dơ cao và siết chặt để sẵn sàng cùng nhau chiến thắng đại dịch. Thưa quý vị, chúng tôi liên tục cập nhật những diễn biến mới nhất của tình hình quốc tế và trong nước. Quý vị hãy bắt tín hiệu để theo dõi cuộc FBNC nha. Sau đây sẽ là những nội dung đáng chú ý ở các bản tin sau. Theo Reuters, vừa qua khoảng 69.000 đồng Bitcoin được cho là đã biến mất cùng với hai anh em vốn là nhà sáng lập của hệ thống giao dịch Abricrypt tại Nam Phi. Dù vẫn chưa có những bằng chứng rõ ràng, nhưng nếu nó trở thành vụ lừa đảo thay vì là một vụ hack, thì đây sẽ là vụ lừa đảo về Bitcoin lớn nhất trong lịch sử. Xuất khẩu phân bón những tháng đầu năm đã tăng gần 50% so với cùng kỳ năm trước. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử xuất khẩu phân bón đạt kỷ lục như vậy. Tuy nhiên, đây lại không phải là dấu hiệu đáng mừng, để hiểu rõ hơn vấn đề này, mời quý vị theo dõi bản tin kinh tế 28 tháng 6. Hôm nay, 28 tháng 6, Tòa án Nhân dân cấp cao tại Hà Nội đã mở phiên phúc thẩm 3 trong số 12 bị cáo liên quan đến đại án BIDV thất thoát 1.670 tỷ đồng. Dự kiến phiên tòa xét xử phúc thẩm sẽ được diễn ra từ ngày 28 tháng 6 đến hết ngày 30 tháng 6. Những nội dung quan trọng của phiên phúc thẩm này sẽ có trong tin nóng 24 giờ sáng mai 29 tháng 6 kính thưa quý vị bản tin tối cùng FNC đến đây xin được khép lại Minh Phương xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin sau